Chào tất cả các bạn. Thì ở ngoài kia đó là con cá sấu nhà mình đấy. Anh ta đang nằm mà anh ta phơi nắng. Các bạn thấy rằng là nó há miệng ra không? Cái con cá sấu này nó ghét mình cực kỳ luôn. Các bạn biết lý do tại sao mà nó ghét mình không? Đây, bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn biết tại sao mà nó ghét mình. Cá sấu ơi! Cá sấu ơi! Cá sấu ơi! Hello? Các bạn thấy chưa? Bởi vì là nó đang ngủ mà mình hay chọc nó như vậy đó. Mình quen rồi. Ở với nó lâu ngày mà không chọc nó thì buồn lắm. Kiểu như là nó lười vận động ý. Chọc cho nó tỉnh dậy, cho nó tập thể dục. Mình chọc nó bằng cái cây cái lá dừa này này, cái lá dừa khô này này. Nó không có đau đâu nhá. Nó chỉ có tức giận thôi. Các bạn thấy nó béo ú không? Nó béo ú như thế này mà nó tạp rất là nhanh đấy. Nào nhả lá dừa ra. Cá sấu ơi. Dậy dậy tập thể dục đi. Chiều rồi. Ngủ cái gì mà ngủ nữa. Ngủ cả ngày rồi. Con này chắc khoảng tầm 100 kg ạ. Mình thì mình áng chừng nó khoảng tầm đấy. Mình thấy nó to hơn con heo như mình. Cộng thêm cái đầu với cái đuôi nữa cơ mà. Chắc là phải được 100 kg. Con này là một cái thành viên trong gia đình nhà mình đấy. Nó là nó 20 mấy tuổi rồi. Nuôi nó từ cái hồi mà nó bằng cái bắp tay ấy, bằng cái con có tắc kè to hơn một xíu ấy. Bây giờ nó lớn thế này rồi các bạn ạ. Hello hello. Cái mắt của nó với lại cái mũi của nó rất là nhạy cảm. Đây này, cái mắt của nó thụt vào trong này. Mắt của nó có hai lớp bảo vệ lận. Không phải lo. Cá sấu ơi. Chọc miết rồi nó cũng quen với mình à. Cá sấu này mà tấn công các bạn chạy vòng tròn chắc là nó không làm gì được đâu. Các bạn thấy rằng là nó tập. Cái khoảng cách mà lia đầu của nó đâu có xa đâu. Nó chỉ có tập. Ở một cái góc độ nhất định nào đó thôi. Cho nên là nếu mà gặp cá sấu tấn công, có lẽ chúng ta chạy vòng tròn thì nó sẽ không làm gì được. Theo mình là như vậy. Để hôm sau mình thả nó ra xong mình chạy vòng tròn, mình chọc nó xem là nó có làm gì được mình không. Ok, thì đó là con cá sấu đáng yêu như mình. Vừa nãy là mình chọc nó tức giận đấy. Các bạn không nên chọc tức các loài động vật như vậy nhá. Con này thì mình chơi với nó quen rồi đấy. Các bạn thấy nuôi cho nó béo ú như vậy đấy. Thế mà nó không có quen chủ đâu. Vào là nó tợp liền đấy. Cá sấu thì cái loài máu lạnh rồi, khó huấn luyện lắm. Ở trên TV các bạn thấy rằng là có nhiều cái clip mà người ta đưa đầu vào cho hàm cá sấu ấy, hoặc là đưa tay vào ấy. Đấy là gặp may ấy, chứ mà con cá sấu nó tức giận lên, nó nổi điên lên, nó tợp một cái thì có một huấn luyện viên cũng về với miền đất hứa luôn. Rồi, chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.